Bạn thân mến, đây là những thùng cải mơ hoàng mai được gieo cách đây khoảng 4 đến 5 ngày. Đó, thì ngày thứ ba là mình mở nắp ra. Thì hôm nay là chiều của ngày thứ năm. Đấy, thì có những cái hầu như là hạt đã nảy mầm. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy không? Cây này. Cây lên rất đều nha. Cải mơ hoàng mai. Cái thùng này thì các bạn là sử tôi chúng tôi sử dụng phân trùng kháng nguyên chất này, thùng xốp cá hồi châu với cái độ dày của cái thùng là 2,5 cm, và thùng này á là dùng nhựa nguyên sinh 100% để tạo ra cái thùng này và nhập nguyên chiếc từ châu Âu đó. Thế cho nên là đảm bảo an toàn tuyệt đối, nó không có cái chuyện là nó sẽ bị cái hạt nhựa nó sẽ bị thôi ra và ngấm vào nguồn nước, để ngấm vào trong hạt vi nhựa đấy, để ngấm vào trong cái rau được, đúng không? Nếu mà chúng ta dùng thùng xốp của Việt Nam ấy thì nó sẽ có hiện tượng này nhá các bạn nhá. Cho nên là mình khuyên các bạn là nên dùng thùng xốp cá hồi châu Âu trở lên. Thế còn đối với thùng Việt Nam đấy, mà để mà sản xuất được với cái chất lượng như này thì nó phải có giá thành đến 300-400 nghìn một thùng. Cái thùng này nếu mà các bạn đặt trên Amazon ấy về đây á thì nó sẽ có giá lên đến khoảng độ, về đây một chiếc một nhé, đấy, do thể tích của nó vân vân thì nó có thể lên đến 400 nghìn nếu đặt từ Mỹ về hoặc là từ châu Âu về.